Như vậy thấy cái like này không? Dạ thấy. Rồi. Bây giờ xong ta làm xong rồi ta dự báo kết quả. Kết quả, ví dụ như là ta có cái tính từng chỉ tiêu thế này. Ví dụ như này là chi phí dự toán, rồi cái này là cái chi phí kế hoạch. Còn này chi phí giá dự toán nhân với công việc thực tế, rồi là giá dự toán nhân với công việc kế hoạch, tức là đối với giá kế hoạch nhân công việc thực tế, giá kế hoạch nhân công việc kế hoạch, rồi cái mức độ hoàn thành nhân dân. Ví dụ như chỗ này là ta đúng hạn cái công việc này, là chậm tiến độ, công việc này vượt tiến độ. Rồi ví dụ bây giờ theo cái giá dự toán nhân với công việc dự toán, tức là toàn bộ dự án chúng ta lúc ta duyệt là được, thí dụ đây ví dụ 1.300 tỷ, thí dụ như vậy, ví dụ vậy ha. Còn bây giờ là cái giá kế hoạch nhân công việc thực tế, công việc chúng ta có thể thêm bớt thì nó ra là 1.480 tỷ, ví dụ như vậy. Ta có thể thêm một cột nữa là giá thực tế nhân kế hoạch thực tế ở đây, hoặc bộ phim nè, ví dụ ra 1.600 tỷ. Thì bây giờ như vậy thì nếu mà chúng ta lấy cái đơn cái toàn bộ cái dự án chúng ta theo cái đơn giá được phê duyệt, công khối lượng phê duyệt là ta chỉ có ta được duyệt thì có 1.300 tỷ thôi, đúng không? Mà bây giờ nếu mà ta nhân với cái giá thực tế, giá kế hoạch nhân công việc thực tế thì 1.480 tỷ, như vậy thì rõ ràng là 180 tỷ này do cái công việc phát sinh. Công việc phát sinh thì công việc phát sinh này đó là chúng ta thêm là do cái gì? Công việc phát sinh này do là chúng ta mô tả công việc nó không kỹ, hay là công việc thực tế nó phát sinh ngoài ý kiến, thì để mà thanh toán được cái khoản này đó thì chúng ta phải làm cái giải trình và cái phụ lục dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Công việc này phát sinh, mà nếu mà cái phần mà bổ sung dự án mà trước khi thực hiện mà mình thấy nó phát sinh, trong quá trình giám sát mình thấy nó phát sinh thì mình phải, mà cái này thì mình phải báo cáo liền để mình xin bổ sung công việc này liền. Nếu công việc này mình không có bổ sung, sau này nó sẽ bị kiểm toán nó chưa có. Còn nếu mà người ta không duyệt thì thôi, mình đừng triển khai, mình triển khai như thôi. Nhớ, chứ không phải là chúng ta làm trình hình cho đó rồi ta đi kê ta thanh là ai thanh được. Mà quý vị thấy là có nhiều cái trường hợp dự án xong rồi giá dự toán đúng luôn, đúng giá đấu thầu luôn, nhưng mà công việc phát sinh. Công việc phát sinh thì cái này rõ ràng là không phải là mình tham nhũng gì cả, mà do công việc thực tế phát sinh mình không mô tả không kỹ, hoặc là cái thực tế nó ngoài dự kiến, thì mình có cái cấp thẩm quyền được phê duyệt hay không. Thì thường thường là ở trong dự án nó có cái phần công việc phát sinh, thì trong khi ta kiểm tra hàng năm hàng tháng mà khi phát sinh công việc trước khi triển khai như vậy đó, thì chúng ta phải có cái phần phụ lục cái dự án và bổ sung, và được cái cấp thẩm quyền mà người ta duyệt dự án, mình ai duyệt dự án này nè thì người ta có bổ sung. Còn nếu ta không bổ sung thì mình để công việc này làm sao, chứ chúng ta làm là sao mà ta nắm được. Ta có thể thêm một cột nữa với cái công việc kế hoạch được duyệt nhưng mà cái giá thực tế, thì giá thực tế này nếu mà chúng ta thấy nó vượt thì ta coi trong dự án nó có hay không, vượt cái này là do cái gì, do mình đấu thầu mà nó cao giá thì mình sẽ vi phạm pháp luật. Còn ví dụ như do giá lạm phát nó tăng lên thì bây giờ mình phải được phê duyệt, và ví dụ trong cái khoản này mà trong dự án mình có dự trù 5% 7% mà nó do cái lạm phát, theo cái lạm phát của quốc gia của mình là thì 4,72%, bây giờ người ta duyệt 5% thì trong 5% này mình thanh toán bình thường. Còn nếu mà nó ngoài cái phạm vi cho phép của dự án thì chúng ta phải xin thêm, và xin này là khách quan, là do cái lạm phát, do cái giá tao mua là tao đấu thầu là được có việc cái này. Và cái ví dụ cái phần mà đơn giá nó thay đổi rất nguy hiểm rồi quý vị, và đa số các cái dự án của giáo dục của y tế vừa rồi bị bắt toàn là cái đấu thầu cao hơn cái giá được phê duyệt, cao hơn được cái giá ban đầu. Giá ban đầu ta cho 10 rồi, bây giờ khi đấu thầu ra 13 14 mà chúng ta không có
có được triển khai, không có được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ví dụ cái dự án này liên quan tới ủy ban phê duyệt thì phải ủy ban, có liên quan tới bộ thì phải được bộ, liên quan tới thủ tướng thì phải được thủ tướng, mà duyệt bằng văn bản chứ không phải duyệt bằng miệng. Ví dụ như văn phòng của ủy ban là có cái công văn là đồng ý cho cái phần mà giá này tăng thêm bao nhiêu phần trăm, nhưng không có giá trị pháp lý. Văn phòng ủy ban trả lời không có gì chứ, và phải cái người nào ký cái dự án này là người đó phải đặt được ký vô. Còn thật ra khối lượng mà nó vừa có, nó không nguy hiểm bằng cái giá nó tăng. Nguy hiểm vừa rồi ở tù là chủ yếu giá tăng hết á quý vị, đấu thầu mà giá tăng hơn cái được phê duyệt là ở tù hết. Mà dù nhiều khi cái nào mà nó mình mấy ông nào mà tăng giá đó mà không có tư túi gì thì ở tù ít, còn cái ông nào mà tư túi thì ở tù nhiều vậy thôi, ở tù hết. Cho nên làm rất là nguy hiểm. Đợi tôi tiếp. Ui, nghe chị ơi. Ơi, khỏe. Đâu mà nó làm cho em này có gì em cứ phá hoa. Rồi. Cho nên quý vị thấy là cái phần mà mình giám sát này rất là quan trọng quý vị. Nó cho mình biết là nó có thể phát sinh về sai sót về chi phí cũng như về khối lượng công việc tăng lên giảm xuống so với cái được duyệt, so với cái đấu thầu. Và chúng ta khi mà phát hiện nó có cái chênh lệch như vậy đó, thì quý vị thấy đó là chúng ta phải có cái điều chỉnh kịp thời và phải xin cái ý kiến cơ quan chức năng. Ở đâu được việc thì việc cái đó. Ví dụ bây giờ chúng ta cái doanh nghiệp thì chúng ta xin giám đốc thì hội đồng quản trị gì đó, còn nếu quản lý nhà nước thì ta phải xin cái cấp thẩm quyền. Thì nó cái chênh lệch này nó có chênh lệch mấy cái thôi. Thứ nhất là chênh lệch về giá. Thứ hai là về khối lượng công việc. Thứ ba là chênh lệch về thời gian. Thì chênh lệch thời gian chậm hay sớm thì nó không nguy hiểm lắm. Còn cái chênh lệch về khối lượng cũng không nguy hiểm lắm, mà cái chênh lệch về giá rất nguy hiểm. Thì tất cả cái đó chúng ta phải được phê duyệt, chúng ta phải điều chỉnh trước khi chúng ta hoàn thành dự án. Cái này chúng ta lưu ý quý vị. Đa số thì quý vị thấy cái dự án mà nó bị sai lệch về thời gian, sai lệch về giá, sai lệch khối lượng công việc như vậy thì không phải tham nhũng hết đâu quý vị. Đa số là do chúng ta mô tả lúc mà chúng ta đấu thầu cái dự án đó, hay là chúng ta làm cái kế hoạch thực hiện BIB nó không có kỹ, hoặc là chúng ta không có kiến thức về cái này. Rồi cái thứ ba là chúng ta tham nhũng tiêu cực. Ba cái này nó có một cái tức là chúng ta không biết, rồi chúng ta là coi như là giống như là mình nói mình không biết, mình không có học, mình không biết, mình cứ làm tới, không biết về pháp lý, không biết về kinh tế. Cái thứ hai nữa thì do khách quan,
rồi do chủ quan là do chúng ta cố ý thì chúng ta hết sức mấy cái này. Và nguyên tắc là chúng ta quản lý cái gì thì chúng ta không biết thì ta không làm. Cho nên quý vị học cái lớp này mà chúng ta đang đi làm mà chúng ta có ngay chuyên môn cái này thì nó rất là hay quý vị. Lớp này thì để chúng ta tránh những cái pháp lý nó điều chỉnh sau này, nếu mà chúng ta làm cái này chúng ta phải lưu ý. Khi cái này thì tôi còn nói nhắc thêm cái nữa là chúng ta phải có phân công. Có phân công mới làm quý vị. Không có phân công là không có làm. Phân công bằng văn bản, phê duyệt cũng bằng văn bản. Vừa rồi cũng có nhiều vậy mà phân công phê duyệt bằng miệng là cũng bị xử lý kỷ luật. Thì nó không có giá trị. Có những cái trường hợp cái dự án đó là cái hướng xử lý thì là tôi mới nói vừa rồi đó. Có là chúng ta phải xử lý đi. Khi có dấu hiệu sai lệch quý vị. Cái hướng xử lý khi có dấu hiệu sai lệch chứ không phải là sai lệch. Cái dấu hiệu tức là ta phát hiện là ta phải điều chỉnh và chúng ta phải xin cái cấp thẩm quyền cho phép, còn không cho phép thì ta không triển khai nhớ ha. Rồi xong cái trường bữa nay, chiều nay thì chúng ta tôi trình bày quý vị cái phần mà cái rủi ro kinh doanh rồi còn rủi ro đầu tư cái nữa thì chúng ta nghỉ. Chiều nay thì chúng ta làm cái ta còn cái quản trị ta học khoảng 11:30 như vậy bởi vì nó mất thời gian sáng nhiều quá. Đấy. Ta làm không còn cái rủi ro một cái rồi tôi trình bày cho nó xong đi. Vậy thì cái rủi ro chúng ta có ba cái: rủi ro môi trường đầu tư, rủi ro kinh doanh, rồi rủi ro đầu tư, thiếu rủi ro đầu tư. Còn dự án thì ta quản trị dự án đầu tư rồi, thẩm định hiệu quả rồi tiến độ rồi, kế hoạch dự án rồi, giám sát rồi. Tôi trình bày cái rủi ro đầu tư này nữa, ta chỉ còn cái quản trị dự án phát triển nữa là ta xong. Thì đối với cái môn dự án quản trị chương trình dự án nó khác với cái dự án đầu tư. Một cái chỗ là dự án đầu tư tôi giải bữa nay vậy là xong rồi đó, nhưng mà cái phần quý vị chương trình dự án thì tôi dạy thêm cái phần dự án phát triển nữa, bởi vì trong chương trình đó nó có ngoài cái dự án đầu tư nó có dự án xã hội và cái dự án phát triển, thì tôi dạy thêm cái dự án phát triển để quý vị mới đủ cái bộ chương trình dự án. Cái rủi ro đầu tư này thì ta học xong nào nghĩ đó quý vị, tôi nghĩ tầm khoảng 25 phút thôi. Thì chúng ta thấy đó là cái này chúng ta lưu ý là khi mà cái đầu tư ta có tiền ta đầu tư thì hoặc là ta đi làm cho người khác, ví dụ ta nhà đầu tư có tiền thì chúng ta thấy đó là nó có đầu tư vô cái gì và chúng ta có chịu cái rủi ro hay không. Cái này chắc quý vị không biết thấy hình chưa, không biết. Alo. Dạ chưa thầy. Ở đây lớp mình có ai làm ăn đầu tư về bất động sản, kinh doanh vàng đá quý gì không, hay là chứng khoán gì không? Thấy chưa, chúng ta thấy hình chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi chúng ta có tiền ta làm gì? Bạn nào ở đây có đầu tư thì có tiền làm gì? Tôi hỏi vài bạn ơi, lớp này nhiều tiền mà. Rồi Hồng đi, võ Tuyết Hồng phải không? Hồng này chắc gác phải không, cô Hồng đấy. Võ Hồng Tuyết thầy ơi. Ủa trời, võ Hồng Tuyết hả? Rồi, sao thấy tên đây thì võ Hồng Tuyết rồi. Rồi cô Hồng Tuyết rồi, đang đầu tư cái gì? Dạ em nam thầy ơi, chúng hay nữ. Ôi, xin lỗi nha. Ủa sao? Dạ dạ không có gì thầy. Dạ nam mà bộ đó ba mày khoái cái à. Dạ thưa thầy là em là ở bán quản lý dự án chứ không phải là kinh doanh về bất động sản gì hết. Trời. Dạ. Dự án mày học cái này mày vô mấy rồi?
Dạ, 30 lý giá trong cái lớp mình nó tới là 10 người đó thầy ơi. Rồi, như vậy Dạ. có gì chiều có gì chia sẻ kinh nghiệm nghe. Người tôi thì thầy không có làm bên quản lý dự án nhà nước nhiều, nhưng mà thường thường tôi làm mà tư vấn cho các cái dự án quốc tế, Dạ. thì tôi nghĩ là mình cũng phải theo chuẩn mực quốc tế thôi. Dạ. Nhưng mà quý vị nhớ là giữa cái phía doanh nghiệp đầu tư với ban quản lý dự án hai cái khác nhau. Bên Dạ. ban quản lý dự án là quản lý dự án, còn cái khác với quản trị dự án. Dạ. Thì cái quản lý dự án em làm phải đúng quy định pháp luật, còn cái Dạ. quản trị là người ta tính làm sao mà ta cho có hiệu quả, mà ta lách được ta lách, đúng không? Dạ. Hai cái nó khác nhau. Rồi, ví dụ em bây giờ cái rủi ro cái đầu tư theo em là trong bao nhiêu dự án, là thường cái dự án bị rủi ro là do gì? Dạ thưa thầy, cái rủi ro trong cái dự án đầu tư á, là theo em thì về phía bên quản lý nhà nước á, là cái thứ nhất á, là cái hiệu quả đầu tư. Tại vì cái mục đích đầu tư của bên dự án nhà nước á, thì thường nó mang cái tính chất về cái an sinh xã hội và cái phát triển của địa phương. Nếu mà không có hiệu quả thì có thể là dẫn đến một số cái chỉ tiêu nó sẽ không có tăng trưởng được cho địa phương. Và một cái nữa là nếu mà mình đầu tư là không có theo cái thứ tự thì có thể dẫn tới là những cái cấp bách thì mình không có triển khai được ngay cho cái hiệu quả, mà dẫn đến là mình đầu tư không có tập trung vô thì mang cái rủi ro về cái hiệu quả nó không có cao lắm. Thì nói chung cái đó là em nói về cái chung thôi chứ em chưa nói cái cụ thể đây. Cho nên ví dụ bây giờ em trong ban quản lý dự án nó khó với cái ông mà nhà đầu tư lắm. Nhà đầu tư người ta chỉ quan tâm tới cái hiệu quả tài chính thôi, tức là ta đầu tư vô tiền tới tới một cái hết cái dự án rồi ta thu được nhiều tiền hơn ta bỏ ra, đúng không? Còn em thì phải liên quan tới ba cái. Thứ nhất là em có quan tâm tới, đầu tiên là cơ sở pháp lý nó phải đúng. Cái thứ hai về hiệu quả đó, em phải quan trọng có ba cái. Thứ nhất là hiệu quả tài chính, thì tất nhiên là em coi cái ông mà đầu tư vô thì người ta có lợi người ta mới vô, chứ không có lợi người ta vô làm chi. À, nếu mà bây giờ mình thấy người ta lợi ích quá thì mình có những chính sách ưu đãi, ví dụ như giảm thuế, miễn thuế, giảm cơ sở hạ tầng gì đấy. Đấy, rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa em phải còn, cái đó thì em cũng giống như ông chủ đầu tư, tức là mình, nhưng mà mình chỉ tham khảo coi ông, coi cái bây giờ cái ông nào mà có khả năng sinh lời cao thì cái rủi ro nó thấp hơn cái ông sinh lời thấp, đúng không? Đấy, nhưng mà em còn quan tâm tới cái thứ hai là cái hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế thì em còn quan tâm tới cái hiệu quả của những cái người thụ hưởng gián tiếp ở đó, là ngoài ông chủ đầu tư ra thì những cái người xung quanh đó thì người ta có hưởng thêm được cái gì nữa hay không. Đó là hiệu quả kinh tế, tức là hiệu quả cho cả cái vùng dự án, tức là hưởng cho gián tiếp á. Cái ông đầu tư thì ông hưởng trực tiếp rồi. Và ngoài ra cái thứ ba em còn quan tâm tới cái hiệu quả xã hội. Hiệu quả xã hội là ví dụ cái ông đó bị mất đất thì người ta đến là tiêu cực, thì cái giải tỏa giải phóng mặt bằng thì như vậy, thì tái định cư cho ta chỗ ở thế nào, rồi cái sinh kế ta làm ăn thế nào, công an việc làm ta, rồi cái liên quan tới y tế, tới giáo dục làm sao, rồi cái phương tiện đi lại sao, cuộc sống làm sao, tức là liên quan tới xã hội. Thì em quản lý phải liên quan tới cả ba cái, trong khi em đầu tư chỉ có một cái thôi, đúng không? Nhưng mà em còn cái thứ tư nữa là tất cả cái gì em biết nó phải đúng theo quy định pháp lý. Thì có thể cái quy định này nó lạc hậu đời nào, thấy nó có bất cập rồi, nhưng mà không phải theo, hay làm khác là không được. Còn nếu em xin chủ trương là phải có cái người không quyền ký vô cho nó miệng quyền, ví dụ em điện cho ông hai ông ba gì đó, em nói cái giá bồi thường này thấp quá, tăng lên là thêm 100.000 nữa, ví dụ vậy đi, thì nó phải có quy trình, nó phải có quy định, có phải ban thẩm định giá, nó đưa cái giá để tôi ngồi đặt, chứ em không tự nhiên là em cho thêm 100.000 được. Thì nó đúng không? Dạ đúng rồi. Cái anh hai anh ba nó được mày cứ cho đi rồi từ từ. Nhưng mà ví dụ em đền bù, tôi nói về mặt chứng khoán nha, ví dụ em đền bù vào cái tháng 12 năm 2023 là người ta điện cho em, ta đồng ý em đền bù dân cái giá này rồi, là ổng tháng 1 ổng mới duyệt, ổng mới duyệt cái giá mới của ổng là tháng 1 nè, tháng 1 2024 nè. Nhưng mà khi kiểm toán là em sai,
em sai là cái giá người ta tháng 1 là mới có giá trị pháp lý, em 15 tháng 12 em đền bù là em phải đền bù giá cũ. Thầy nói có đúng không? Dạ dạ đúng. Thấy thành ra như vậy thì mặc dù ông kia là ông điện ơi 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 rồi, nhưng mà khi thanh tra vô, khi kiểm toán vô thì nó nói văn bản đọc. Và quý vị thấy vừa rồi rất nhiều cái dự án mà kiểu mà đồng ý chủ trương mà theo kiểu mà nói miệng, thậm chí đồng ý chủ trương bằng văn bản, nhưng mà nó chưa có ra một cái quyết định về cái giá mới thì em cũng không được triển khai. Bởi vì em triển khai khi có quyết định, cái công văn nó không có giá trị pháp lý. Bởi vì cái quyết định ban hành cái giá giải tỏa là bằng cái quyết định thì nó phải thay bằng cái quyết định khác, nó phải cùng cấp, đúng không? Thầy nói đúng không? Dạ yeah, dạ yeah. Còn cái ông kia ông đưa ra cái công văn là đồng ý chủ trương đó nhưng mà không có được tiền đất, ông phải ban hành quyết định, trong đó ông bãi bỏ cái quyết định cũ, ông là áp dụng quyết định mới này có hiệu lực từ ngày nào. Ví dụ tôi nói cái hiệu lực bữa nay là ngày 24 phải không, thì cái hiệu lực của cái dây này ngày 25, thì tới 17 giờ ngày 24 em vẫn phải theo cái quy định cũ, phải qua 7 giờ ngày 25 mới theo cái giá mới. Thầy nói có đúng không? Dạ. Yeah. Nói căn gì đó, có nhiều người bị kiểu dạng cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi nói đây làm đúng luôn, không tiêu cực gì cả, vẫn bị ở tù. Tôi nói bây giờ không được giảm đâu. Mà ở tù khổ cái dân thì dân lấy tiền, nhưng mà mình bị ở tù. Đấy. Nó có ở tù, nó có nhiều cái. Thứ nhất là cố ý làm trái, thứ hai là vô ý làm trái không bị ở tù nữa nha. Chứ không phải là cố ý đâu. Nó khổ lắm. Cho nên là quý vị thấy quý vị làm bên quản lý nước nó cực hơn bên thầy nhiều. Ví dụ tôi dạy cái môn này đi lỡ là bữa nay tôi dạy có cái gì đó nó sai, sáng nay tôi dạy có gì đó nó sai, nó do cái uống một ly rượu rồi bia, tảng sáng do bà xã bơi rầy quá mất bình tĩnh chẳng hạn, cái vụ nó lộn nó sai nội dung nào đó. Tuần sau tôi gặp lớp lại, tôi đính chính lại, tuần rồi thầy nhầm cái chỗ này, mấy em chỉnh lại chỗ này, đâu có ai làm gì tôi đâu, bởi vì thi tôi ra đề mà. Thầy nói có đúng không? Đó, còn bây giờ nó dưới làm sai là coi như sẽ bị pháp lý, đâu có chỉnh là được, tiền chi rồi, dân người ta lấy rồi. Bài tôi nói các em, ví dụ em chi cho người ta dư thì dễ nghe, em đậu là không dễ đâu. Ví dụ cái giá đất này, ví dụ người ta là thường 100 đồng, bây giờ em cho 110 đồng đi, thì ví dụ thường 1,1 triệu mấy chung, bây giờ em thường là 1 triệu, bây giờ lên 1,1 triệu, em đậu lợi dễ thì người ta chịu, cho thêm tập khoái cho lấy là không dễ đấy đâu. Đó, cho nên là tôi cũng rất thông cảm với quý vị đang đi làm. Và tôi nghĩ quý vị đang đi làm học được cái môn này thì nó sẽ cũng giúp phần nào đó, nó sẽ tốt hơn. Bây giờ ta qua cái rủi ro đầu tư. Vừa rồi ta trình bày cái rủi ro môi trường đầu tư, thì rủi ro môi trường đầu tư như bạn vừa rồi nói thì chúng ta có 6 cái nguyên nhân về cái pháp lý, về chính trị, về kinh tế, về thông tin, về văn hóa nhân dân. Thì trong đó thì cái rủi ro quan trọng nhất là về pháp lý. Quý vị, pháp lý rất là quan trọng, trong 6 cái đó thì cái pháp lý quan trọng. Nó dính luôn cả cái người bên quản lý và cả người bên quản trị của nhà đầu tư. Bây giờ ta qua phía nhà đầu tư là rủi ro đầu tư. Thì quý vị thấy rủi ro đầu tư thì nó có ra tiền thì chúng ta đầu tư vô 5 cái lĩnh vực. Thứ nhất là ta sản xuất dịch vụ, ta mở công ty, khởi nghiệp. Thứ hai là ta gửi ngân hàng, nếu ta ít tiền ta không đủ ta gửi ngân hàng. Thứ ba là ta mua chứng khoán. Thứ tư là bất động sản. Và cái thứ năm là kinh doanh vàng. Vàng bây giờ kinh doanh hợp pháp mà quý vị, tôi mua tôi bán là hợp pháp đấy, mà phải đúng chỗ. Ví dụ vàng nhẫn thì bán đâu cũng được, nhưng mà vàng lá phải đúng chỗ, vô ngân hàng. Bây giờ giả sử giờ tôi đầu tư chứng khoán đi, thì tôi thu được cái gì, chi cái gì, đầu tư cái kia không vậy thôi. Thì cái rủi ro thì chúng ta thấy là nó bằng cái mức độ tổn thất, tức là bằng xác suất xảy ra cái rủi ro là gì. Rủi ro là những cái mà nó xảy ra ngoài cái muốn mong đợi, nó gọi là rủi ro. Mình làm cái gì mà mình không mong đợi mà nó xảy ra gọi là rủi ro quý vị. Đấy, ví dụ ta đi nhậu, ta kỳ vọng không chỉnh, bây giờ ta nhậu chỉnh là rủi ro. Ta đi nhậu về, ta kỳ vọng là đừng có gặp công an phạt, tự nhiên bữa nay gặp công an phạt là rủi ro. Đấy, thì chúng ta thấy cái gì nó xảy ra ngoài mong đợi và có thiệt hại gọi là rủi ro. Nó xảy ra mà không có thiệt hại thì cũng không gọi là rủi ro. Đấy, mà có thể xảy ra thiệt hại mà không có xảy ra cũng không gọi là rủi ro. Rủi ro khi cái nó có xác suất có thể xảy ra và khi xảy ra nó gây thiệt hại gọi là rủi ro. Và cái rủi ro bằng cái xác suất xảy ra nhân với cái thiệt hại mỗi lần xảy ra. Thì cái mức độ tổn thất của nó phụ thuộc vào cái xác suất xảy ra và phụ thuộc vào cái thiệt hại mỗi lần xảy ra. Và người ta sử dụng công thức như vậy.
hoặc là đơn giản người ta có thể tính cái hệ số biến thiên, tức là cái nào nó thường xuyên xảy ra hay ít xảy ra. Và rủi ro, nguyên nhân của nó có hai rủi ro. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân là cái gì nó hay thay đổi, sensitive tức là hay thay đổi. Ví dụ pháp lý nó liên tục thay đổi là cả cái bên doanh nghiệp và cả cái quản lý nhà nước cũng rủi ro. Bởi vì nhiều khi ta nhầm lẫn. Cái thứ hai có áp dụng có thể là chịch ngày. Cái thứ hai là không rõ ràng, kể cả phía doanh nghiệp cả người quản lý cũng rủi ro. Chúng ta đọc quy định không rõ ràng, ta làm là ta bị. Cho nên khi mà chúng ta thấy hai cái đó đều xảy ra rủi ro, không rõ ràng, thường xuyên xảy ra là rủi ro. Cho nên khi đứng về quản lý nhà nước, cái gì không rõ ràng ta phải làm công văn, ta hỏi bằng văn bản có đóng dấu ghi tên, chứ không phải hỏi qua điện thoại nha quý vị. Hỏi qua điện thoại thì sau này không có ghi tên, không có ai chịu trách nhiệm quý vị. Tôi làm cái gì tôi phải hỏi bằng văn bản. Có nhiều người nói bây giờ số quá rồi, bây giờ phải qua alo nhắn tin được rồi. Tin nhắn không có giá trị quý vị, đóng mật mới có giá trị quý vị. Nói gì nói về Việt Nam mình số quá, số gì không biết. Về mặt pháp lý văn bản giấy vẫn phải duy trì. Còn ví dụ ta làm cái gì mang tính chất sự vụ mà không có pháp lý thì ok số quá. Quý vị, tôi quý vị quản lý quý vị đừng có mê quá cái số quá, là nhiều khi đi vô tù quý vị. Cái gì mang tính chất pháp lý thì phải có chứng từ, có đóng dấu, có ký tên. Ví dụ tôi nói là giờ cái hóa đơn điện tử nó không phải in ra giấy, nó ký số nhưng mà cũng phải có người ký, đúng không? Chứ đâu phải hóa đơn điện tử là cái tin nhắn đó. Đấy là nó rủi ro, thì chúng ta phải lưu ý cái rủi ro hai nguyên nhân. Về đầu tư thì chúng ta thấy lý thuyết đầu tư là chúng ta phải sinh lợi và ít cái rủi ro. Lý thuyết về đầu tư, ta bỏ tiền ra mà ta lấy về nhiều tiền hơn, càng nhiều càng tốt, và rủi ro càng thấp, lý thuyết đầu tư. Và quý vị thấy đó là thí dụ tôi đầu tư vô trong năm cái kênh, tôi đầu tư vô chứng khoán. Chứng khoán thì tôi mong đợi nó tăng thêm cái gì, tăng thêm cái cổ tức, tức là cái giá của cổ phiếu. Cái giá cổ phiếu thí dụ tôi đầu tư vô 200, bây giờ nó lên 300 là tôi lời cái đó. Thứ hai là cuối năm tôi chia trên cái lãi của cổ phiếu, tức là coi cái lãi suất của cái cổ phiếu. Thì người ta có thể, còn nếu mà tôi rủi ro tôi giảm thì cái doanh nghiệp nó bị phá sản là tôi mất trắng, tôi không còn đồng nào, hoặc là cái giá cổ phiếu nó giảm. Thì đó là cái rủi ro đầu tư. Rủi ro là do chúng ta thu về nó ít hơn hoặc là ta mất vốn. Đấy, cái rủi ro ta chia làm hai cái rủi ro có hệ thống và rủi ro không hệ thống. Rủi ro không hệ thống thì nó rủi ro không đồng nhất. Ví dụ trong cái thị trường tài chính nó có năm cái loại đầu tư. Ví dụ nó xảy ra giá vàng tăng, bây giờ quý vị thấy người ta không dám mua vàng, đúng không? Mà giá bất động sản bây giờ đóng băng, người ta coi lực đất đai chưa ra, người ta cũng chưa dám mua. Chứng khoán bây giờ cũng thay đổi liên tục, người ta cũng không dám đầu tư. Như vậy thì bây giờ ta đầu tư vô cái gì? Người ta chỉ tiền nhiều thì ta mở doanh nghiệp, mở cái sản xuất. Còn tiền ít thì hiện nay ta gửi vô ngân hàng. Tôi bây giờ tiền tôi cũng gửi ngân hàng, tôi không có dám mua vàng. Vàng lên bây giờ 77-78 triệu rồi, và quý vị thấy là nó sụt xuống 6-7 triệu là ta chết rồi. Mà nguyên tắc có lên có xuống, mà biết chừng nào nó lên nào xuống. Khi đầu tư là chúng ta phải lúc nó ổn định, và ta phải xác định được cái đáy của nó. Còn nếu không phải ngay ổn định, thì ngay ổn định khi nó bộc phát lên là ta có lợi. Còn giờ nó đang lên mà ta biết lúc nào cái đáy nó sẽ rất đẹp. Cái gì nó đang ổn định là không là nên chú ý. Còn cái gì nó đang lên xuống nó liên tục thì chúng ta phải cẩn thận khi đầu tư nó rủi ro. Đấy, như vậy thì ví dụ bây giờ trong cái rủi ro không hệ thống, ví dụ giờ cái kênh vàng, cái kênh đất nó đang đóng băng, vàng đang bất ổn thì cái tín dụng nó đang tốt, mặc dù lãi suất nó thấp. Có lúc nó 10,5%, bây giờ nó còn khoảng 5%, nhưng mà người ta gửi vô nó vẫn có là lãi chắc chắn hơn. Cho nên cái tín dụng bây giờ mặc dù cái lãi suất nó rất thấp, nhưng mà quý vị thấy là cái tăng trưởng tín dụng nó hơn năm rồi là lãi suất 10,5%, 9,5%. Rồi đối với cái ngân hàng của nhà này, thương mại nhà nước cũng là 8,5%. Nhưng mà quý vị thấy là người ta gửi ít hơn bây giờ là người ta gửi nhiều hơn, bởi vì các cái kênh khác nó bị, kênh này nó bị. Như vậy trong thị trường tài chính, trong thị trường đầu tư nó có 5 kênh mà nó bị 1-2 kênh thì còn lại cái kênh còn lại là vẫn gửi được. Nó gọi là không hệ thống, tức là không đồng nhất, rủi ro không hệ thống trong quá trình đầu tư. Và để giảm rủi ro này thì ta đa dạng đầu tư, ta đa dạng nhiều chỗ, chỗ này mất còn chỗ kia.
Còn rủi ro hệ thống là toàn bộ cái thị trường tài chính nó rủi ro hết. Ví dụ năm kênh đầu tư, kênh nào cũng bị, ngân hàng cũng rủi ro, đầu tư vàng cũng rủi ro, đầu tư nó cũng biến động, vô đất cũng biến động, dân như vậy thì ta đâu còn chỗ nào ta đầu tư, ta để ở nhà thì nó mất giá do lạm phát. Như vậy thì chúng ta phải đa dạng. Ta không đa dạng mà ta đa dạng danh mục. Ta mở rộng danh mục, ví dụ mua đất thì ta gồm có mua đất thổ cư, mua nhà, rồi mua đất cũng dân. Bây giờ là do tôi đa dạng, tôi có mua đất ít nè, mua đất vườn ít nè, mua đất thổ cư ít nè, tôi mua nhà để tôi cho thuê nè. Như vậy thì bây giờ tôi vẫn xin lợi từ cái nhà tôi cho thuê, ví dụ như vậy. Đây, đa dạng cái hạng mục. Còn ví dụ như vàng thì bây giờ tôi cũng thấy vàng nó cao quá thì tôi không mua vàng lá, thì tôi mua vàng nhẫn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn gửi tiết kiệm thì bây giờ tôi cũng, ngân hàng nó cũng có nhiều ngân hàng của tôi thì tôi gửi nhiều ngân hàng, gửi cái 75 triệu thôi, lỡ nó mất thì cái bảo hiểm nó bồi thường cho dân. Đa dạng danh mục khi tất cả cái thị trường tài chính, tất cả cái kênh mà đầu tư nó bị rủi ro, nó bị bất, nó bị biến động. Rủi ro là do biến động, thay đổi nhiều và nó không có rõ ràng. Thì quý vị thấy là nhà đầu tư, là quý vị thấy không phải ai cũng sợ rủi ro. Có ba cái loại nhà đầu tư. Nhà đầu tư là coi như là risk taker, là chấp nhận cái rủi ro cao, chứ không phải là, ở đây tôi gọi là risker, dịch là tìm kiếm rủi ro, tức là mình cái nghĩa đen nó cũng không đúng lắm, mà thật ra ta chấp nhận rủi ro cao. Thứ hai là chấp nhận rủi ro trung bình, và thứ ba chấp nhận rủi ro thấp hoặc là không chấp nhận rủi ro. Thường thường cái người mà chấp nhận rủi ro cao này là quý vị thấy nhà đầu tư lớn, cái doanh nghiệp lớn và có vốn lớn, và cái vốn đây là chủ yếu là vốn tự có, vốn chủ sở hữu cao. Ví dụ bây giờ ông này có 1.000 tỷ, giống như là Win, cái thằng mà Wincom bây giờ chẳng hạn, là thấy ổng bây giờ ổng có 3.5 tỷ đô la. Bây giờ là quý vị thấy đó, là ổng lấy ra là 1 tỷ đô la, là 100 triệu đô la ổng đầu tư RD, nghiên cứu cái mẫu xe mới gì đó vô thị trường mới. Ổng nghiên cứu mẫu xe điện chẳng hạn, không phải xe điện chạy 200 km/h chứ không còn 60 nữa, 200 cây số tổng cái đường dài á. Thì bây giờ ổng phải bỏ ra 100 triệu ổng đầu tư. Đầu tư này thì rủi ro cao, có thể thành công và không thành công. Ví dụ như ba cái hãng dược của Mỹ vừa rồi, của thằng McDonald hoặc là cái Bayer chẳng hạn, nó bỏ ra cái cả tỷ đô la quý vị, và quý vị cái tiền của nó tính ra là cả 100 tỷ đô la, cái vốn của nó bỏ ra 1 tỷ đô la thì nó mất thì còn 99 tỷ, không phá sản gì cả, không sao gì cả, giống nhà, giống chủ sở hữu. Nhưng mà nó thu về được thì quý vị thấy thu cả 1.000 tỷ, hiện nay nó thu cả 1.000 tỷ, thí dụ như vậy. Và hiện nay và cái rủi ro rất cao. Và quý vị thấy là Việt Nam mình cũng có 3 cái ứng viên chế vaccine COVID-19, không ai được cả. Ấn Độ cũng chế không được cả, Nga rồi Cuba cũng chế cũng không bán, không được, chủ yếu sử dụng nội địa. Trung Quốc cũng chế nhưng bán cũng không, nói chung là sau này người ta cũng chê. Và rủi ro rất cao, người ta có thể cả 100 người đầu tư chỉ có khoảng 2-3 người thành công thôi, nhưng mà được thì được rất lớn. Tức là loại rủi ro này là chủ yếu là lợi nhuận cao, rủi ro cao. Gọi rủi ro này là người ta có vốn chủ sở hữu lớn, người ta lấy một phần nhỏ ra ta đầu tư, nếu mất thì nó cũng không có ảnh hưởng, và được thì được rất lớn. Và người ta đầu tư vô lĩnh vực sản phẩm mới, thị trường mới. Cái nhóm thứ hai là cái rủi ro trung bình, là những người này có phần vốn vay, một phần vốn nhà, một phần vốn chủ sở hữu, phần vốn vốn vay. Và như vậy thì người ta không có cái vốn lớn, thường thường là doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ là người ta ở cái dạng này. Và người ta có ví dụ như là khoảng 50-60% vốn nhà, còn 40-50% vốn dài, thì người ta chấp nhận cái rủi ro ở cái mức trung bình thôi, nhưng mà cái lãi suất, cái lợi nhuận mang lại cũng trung bình. Và như vậy thì nếu mà có thất bại thì ta cũng còn vốn nhà chút đỉnh, và người ta cũng không có chấp nhận rủi ro cao, bởi vì nếu mất hết thì người ta không có tiền trả lãi vay ngân hàng. Cái nhóm như ba là cái nhóm là chọn cái dự án không có rủi ro hoặc rủi ro tiến về gần mà không. Ví dụ nhóm cái doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ, hoặc những người chó đói giảm nghèo, lấy công làm lời. Và thường thường người ta chọn đầu tư vô những cái lĩnh vực người ta đang làm, giống nhỏ, lợi ích, lấy công làm lời, người ta thường thường đã đưa vô cái nhóm này. Như vậy thì chúng ta thấy nhà đầu tư người ta nói là tôi không sợ rủi ro cũng đúng, mà nói tôi là muốn rủi ro cũng đúng, tùy theo cái nhóm nhà đầu tư. Cho nên khi chúng ta đầu tư, chúng ta phải xác nhận chúng ta đang ở cái nhóm nào. Ví dụ bây giờ cái ông này ông có nhiều tiền, ông nhóm này bây giờ mình đi vay ngân hàng 100%, mình phải ở nhóm 3 chứ,
hoặc là ở nhóm 2 là cùng, tự nhiên ta vô nhóm 1 là ta chết. Bây giờ ông này mất là ông còn không ảnh hưởng mà chúng ta mất, ta phá sản luôn. Đấy thì ta lưu ý thì cái nhóm này đầu tư. Và khi chúng ta đầu tư thì chứng khoán thì chúng ta phải coi cái an toàn vốn. Khi chúng ta tự đầu tư chúng ta không phải an toàn vốn. Các cái mô hình kem nó xác định cái mức độ an toàn vốn của tài sản. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta bỏ vốn ra ta đi thế chấp. Ví dụ tôi có một cái nhà, miếng đất tôi vay, thì bây giờ chúng ta phải coi như ví dụ ta đầu tư thất bại thì chúng ta còn cái gì và nó có an toàn vốn cho mình để đầu tư tiếp nữa hay không. Và như vậy thì chúng ta phải coi cái giả định thị trường vốn có quả hay không, giao dịch như thế nào, như vậy. Ví dụ bây giờ tôi có cái miếng đất, tôi có miếng đất, bây giờ tôi vay tôi mua thêm miếng nữa, thì quý vị thấy là như vậy thì trong thời buổi này miếng đất tôi có sinh lợi bán được không? Thôi thì tôi vay cái nhà để cho thuê. Bây giờ vay cái nhà thì bây giờ tôi vay vậy tôi có thế chấp cái nhà tôi hay không? Cái nhà tôi đang ở tôi thế chấp thì người ta đuổi tôi ra đường rồi sao? Bây giờ tôi thất bại. Cho nên là bây giờ giống tôi liền làm. Quan điểm của tôi là nếu mà chúng ta có cái vốn ít, vốn nhỏ thế này là quý vị thấy là đầu tư theo cái gọi là bậc thang, tức là tích lũy vốn ta cộng với đó, ta bỏ một phần ra ta cộng tiếp cho ta không đánh tắt tay. Đó gọi là phải an toàn vốn. Ví dụ giờ tôi có được 10 tỷ, tôi cái nhà 5 tỷ, dứt khoát coi như tôi không có cái nhà, tôi chỉ có 5 tỷ vốn thôi, tôi bỏ 2 tỷ hay 3 tỷ tôi đầu tư. Và tôi được thêm rồi tôi cộng thêm chứ tôi không lấy 10 tỷ tôi đầu tư hết cả cái nhà, nếu mất cái tôi vô ở trọ là sao? Cho nên là nó liên quan chúng ta phải bất kỳ cái loại hình nào ta phải tính an toàn vốn. Khi cái đầu tư mình nó bị thất bại, bị mất vốn thì chúng ta có còn để đầu tư lại hay không, chúng ta phải phân bổ vốn nó ra. Thì phân tích cái rủi ro trong cái dự án đầu tư thì chúng ta phân tích rủi ro về dòng tiền, rồi rủi ro về kinh tế, chu kỳ kinh tế, tính không chắc chắn của thị trường, rồi những cái yếu tố không đo lường được, và cái chi phí thành lập cái dự án càng cao thì rủi ro càng lớn. Chi phí thành lập này gồm có chi phí xây dựng ban đầu, chi phí về hành chính, kể cả chi phí không chính thức. Cho nên đầu tư dự án ta phải tối thiểu hóa chi phí ban đầu lại. Nó chỉ là biến phí mới sinh ra lại thôi, định phí nó chỉ là nó xài không xài nó cũng tốn bao nhiêu tiền đó, cho nên chúng ta phải lưu ý cái này. Và khi mà đánh giá dự án ta tính tỷ lệ thu hồi vốn, thu hồi vốn thời gian càng nhanh càng tốt quý vị. Dự án trong thời gian mà thị trường nó biến động thì chúng ta không nên đầu tư thời gian cái dự án dài hạn. Phương pháp ta tính ngoài thời gian còn vốn ta còn tính là NPV, tỷ suất lợi nhuận, tức là cái NPV này ta tính cho cả có rủi ro và không có rủi ro. Nếu có rủi ro ta phải trừ cái NPV trừ dư rủi ro như ta tính hợp hợp. Rồi tính cái tỷ suất lợi nhuận, tức là lợi nhuận ta phải chia cho vốn. Chứ bây giờ vốn ta tính cho chênh lãi trên vốn. Ta so cái tỷ suất lợi nhuận của dự án mình so với các kênh đầu tư khác nó có ngon hơn không. Rồi ta tính cái IR khả năng chịu đựng vốn của dự án, nhất là chúng ta vay cái dự án là chi phí ta nổi. Rồi cái thời gian hoàn vốn và tính cái chiết khấu, nhất là tính cái lãi suất ngân hàng cho vay. Ngân hàng có thể được nó lãi suất ta nổi thì quý vị thấy thường thường ta tính chiết khấu, ta tính trên cái chi phí vay. Rồi phân tích độ nhạy của dự án, tức là sự thay đổi đầu vào đầu ra. Rồi giá trị chuyển đổi, tức giá trị chuyển đổi của dự án, tức là chúng ta tính về cái khoản mức giá của dự án, cái khả giá trị chuyển đổi của dự án. Ví dụ bây giờ tôi nói quý vị, ví dụ tôi bỏ tiền ra vàng hoặc đô la tôi kinh doanh, sau khi là nó có hai cái, thứ nhất là cái phần mà cái mất giá của dự án và cái chuyển giá của dự án. Cái phần mất giá của dự án là ví dụ bây giờ tôi bỏ ra làm mua cái nhà, tôi bỏ ra làm 100 cây vàng, là tôi lấy ví dụ tôi mua năm 2010 100 cây vàng tôi là 2.6 tỷ, bây giờ tôi bán 6 tỷ là tôi lỗ, và giờ là 6 tỷ là 100 cây 7.4 tỷ rồi. Như vậy thì 6 tỷ tôi trừ cho 2.6 tỷ là tôi bị lỗ. Như vậy thì coi cái phần cái giá trị của vốn. Và thứ hai là nếu mà ta quản lý nhà nước thì ta chú ý tới cái chuyển giá. Cái chuyển giá tức là cái dự án đó, ví dụ ông doanh nghiệp này ông đầu tư vô khu chế xuất khu công nghiệp này, là ông đầu tư thí dụ bây giờ mình phải đóng thuế, bởi vì mình đầu tư vô cái chi phí thu hút cái giá ngoài hàng rào khu công nghiệp là mình phải đầu tư cơ sở hạ tầng rồi, cơ sở kỹ thuật rồi,
Nhưng mà về trong hàng rào thì mình mới thu cái dịch vụ về cái cơ sở hạ tầng trong cái nhà rào khu công nghiệp. Rồi đầu tiên là mình giảm thuế ổng dân dân. Nhưng mà bây giờ là sau đó mình mới thu lại là bằng thuế doanh thu với giá trị. Nhưng mà ví dụ bây giờ ông tìm cách để ông tăng cái chi phí lên để lỗ để khỏi đóng thuế, ví dụ ông tăng chi phí quảng cáo chẳng hạn, cho nên chúng ta phải quy định chi phí quảng cáo. Thứ hai là mấy công ty đa quốc gia ở nước ngoài nó vô nó đầu tư cho mình thì quý vị thấy là nó tăng cái chi phí đầu vào của nó vô, ví dụ Coca-Cola nó tăng cái nước cốt của nó thì nó tăng chi phí đầu vào thì cái doanh thu nó sẽ giảm, cái lợi nhuận nó sẽ giảm thì nó giảm đóng thuế, hoặc là khi cái đầu ra nó bán cho công ty con của nó thì với giá thấp thì cũng giảm doanh thu là nó sẽ giảm thuế. Và như vậy thì nếu mình đứng về cái quản lý nhà nước thì mình chú ý tới cái phần chi phí mình bỏ ra với cái phần mà chuyển giá của cái doanh nghiệp này nó đi chỗ khác, đi ra ngoài quốc gia hoặc là đi ra ngoài tỉnh khác thì mình có bị lỗ hay không. Còn đứng về giác độ nhà đầu tư thì cái giá trị tôi bỏ ra ban đầu thì sau khi tôi thu hồi lại tôi nó có còn hay không. Đối với nhà đầu tư thì quý vị thấy đầu tư ở nước ngoài nó tính bằng đô la, còn đối với nhà đầu tư trong nước thường thường người ta tính bằng vàng. Mặc dù bây giờ là nhà nước cấm là thanh toán bằng vàng đô la nhưng mà người ta tính cái giá trị vốn người ta ban đầu người ta vẫn không có tính, bởi vì cái tiền Việt của mình hiện nay vẫn còn lạm phát 4 mấy 5% đấy. Thì khi đầu tư thường thường tôi cũng có kinh doanh bất động sản, thường thường tôi tính bằng vàng, tôi bỏ vàng tôi mua miếng đất này bao nhiêu cây bỏ mặc dù tôi thanh toán bằng tiền Việt nhưng cái vốn gốc tôi bỏ bao nhiêu cây vàng tôi phải thu về nhiều hơn bao nhiêu cây, chứ tiền tôi không quan trọng là tôi mua bằng vàng. Còn đô la là mình không tính, bởi vì mình đâu có cái mua đô la được đâu mình tính đô la. Còn nếu mà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vô là tính đô la, thì chúng ta thấy đó là cái tính cái giá trị đầu tư ban đầu và cái chuyển giá là đối với doanh nghiệp họ họ tăng chi phí đầu vào để giảm thuế, hay là giảm cái giá bán đầu ra để họ giảm thuế, để họ trốn thuế. Rồi như vậy thì cái rủi ro là chúng ta lưu ý khi đầu tư bất kỳ cái gì nó cũng phải có rủi ro. Đối với giác độ quản lý nhà nước, cái rủi ro lớn nhất là rủi ro về pháp lý. Trong 6 cái rủi ro về pháp lý là quan trọng nhất. Còn đối với nhà đầu tư thì quý vị nhớ quản lý thì ta làm cái gì nhà nước cho phép, còn đầu tư ta làm cái gì nhà nước không cấm. Cho nên là rủi ro pháp lý đối với nhà đầu tư không lớn, bởi vì ta làm nhà nước không cấm là được, còn mình quản lý làm gì nhà nước phải cho phép. Quý vị nhớ hai cái này. Cái thứ hai, rủi ro là khi cái gì đó thường xảy ra biến động thay đổi, pháp luật thay đổi hay là giá thay đổi, cái gì thay đổi là rủi ro. Cái hai, cái gì không rõ ràng không chi tiết là rủi ro. Và khi có thay đổi bất kỳ cái gì thì chúng ta phải xin đối với cấp và thẩm quyền hoặc là cơ quan có liên quan hoặc là cái cấp và quản lý chức năng mà theo quy định doanh nghiệp là hội đồng quản trị hay là giám đốc gì đó. Giám đốc phải trình hội đồng quản trị, còn cơ quan quản lý theo cơ quan chức năng người ta phê duyệt bằng văn bản có đóng dấu ký tên, ta thực hiện sau ngày đó một ngày, không nên thực hiện trước cái ngày đó. Mặc dù trước ngày đó người ta có thể điện thoại, có thể email, có thể tin nhắn, không thực hiện quý vị, thực hiện sau này nó bị vướng về cái quy định pháp lý. Đó là phần của tôi trình bày và nó cũng phải gần 11 giờ thì chắc chúng ta nghỉ đi quý vị. Có gì chiều 2 giờ ta cố gắng làm khoảng hơn 5 giờ một chút, thay vì 4 giờ rưỡi ta kéo mỗi bữa nó ra khoảng khoảng 1 tiếng rưỡi thì cho nó đủ giờ. Chiều ta còn một chương đó thôi, là cái chương quản trị dự án và phát triển đầu tư ta học xong hết rồi, rủi ra tôi học xong hết rồi, giờ ta chỉ còn cái phần dự án phát triển ta làm buổi chiều nay nữa. Xong nó kết thúc giờ nào chúng ta nghỉ giờ đó. Rồi sáng nay tới đây ta nghỉ được chưa quý vị? Dạ được rồi thầy ơi. Thôi nghỉ ha. Rồi, lớp này đã đi làm thực tế rồi, cho tôi dạy nhanh chắc rồi xong rồi chiều tôi gửi hết cho cái này cho lớp. Dạ chào thầy. Rồi chào. Chúc thầy ăn cơm ngon. Rồi, chúc quý vị ăn cơm ngon, ngủ trưa chút ha.